Xin chào các bác nha. Thì hôm nay em về được một đôi một dàn Victor. Đấy, dàn Victor A300 hàng đẹp keng 99%. Khiển zin và phụ kiện zin nha các bác nhá. Đầy đủ phụ kiện. Hàng rất đẹp này. Đấy, em mời các bác thưởng thức nhé. Đây thì em đang chạy từ USB xuống này thì em đang không có đĩa. Đây là Victor, đây là đầu đĩa mã là XV A300 và đầu là âm ly là RX A300. Cái này thì có hai chế độ này. Đấy, K model 2 này. K2 ợp này. Đấy, K2 model 1 này. Đấy, thì em để K model 1 đi. Đấy, khiển zin nha các bác nhá. Khiển rất đẹp này. Để cho các bác nhìn qua này, màng gỗ này. Hàng tuyệt phẩm luôn. Đẹp keng nhé, không vết xước sát gì cả bạn. Cái này hơi bẩn một chút, lau đi gái nó sạch. Nghe tiếng rất là ngọt. Này thì có hỗ trợ cổng USB này, 5V bằng 500 mA. Đây có cái cổng phone này, cổng tai nghe cho các bác nhé, cổng vào cho sắc điện thoại này. Đây em đang cũng đang đấu đây. Tuyệt vời luôn, hàng đẹp 99% các bạn ạ. Để em nách thử xem này, độ nhạy của đọc này. Đọc rất là nhanh nhá. Những lời này cho em để mang thang đi. Đấy, cái này thì có đầu này thì có hỗ trợ rất nhiều cho các bác này. Đây sẽ hỗ trợ này, bản 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 cao cấp này, mặt phay nhôm này, hồi gỗ này, hồi gỗ cho các bác này. Đấy. Đây, hỗ trợ này, có hỗ trợ Dolby Digital này, DTS 2.0 này, cộng Digital Out này, có hỗ trợ HDMI này, có chạy DVD này, audio và video này. Đấy, các bạn. Đây, bên dưới này. Đấy, Deus Digital Apri. Em nay thì hỗ trợ rồi sao có những này. À đây. Chuyển đổi FM này. AM này. Learn Digital này. DVD FM AM này. Audio in này. Này là cho tai cổng tai nghe này. LAN này, cổng LAN. Đó. Trong cuộc đời yêu chỉ anh thôi. Loa căng rất là mới các bạn ạ. Anh đau tuyệt vọng. Đấy, để em quay đằng sau cho các bác coi nhé. Đấy, đằng sau dây dựa thì đang một đống đây, em đang bó nó vào. À, sản xuất năm 13 này, cổng video analog này, analog out, video out này, cổng digital out này. Đây em đang cắm cổng digital.
và BY. Đây là AM này, đây là FM này. Đây có cổng cổng ra sút nè các bạn, loa. Và ra sút này. Đó, đây. Hai bên riêng biệt, hai loa riêng biệt nha các bạn nhé. Dòng này thì đang được rất nhiều bác ở Việt Nam tìm kiếm. Rất đẹp đấy. Trời đẹp. Thì bác nào mà muốn mua hàng với em thì liên hệ qua Zalo là 0963 03 9687. Em có thể mua được ở các thứ bác yêu cầu ở Nhật Bản này. Thì để em dừng, em giới thiệu thêm với các bác bên này. Đây cũng là một con nhỏ hơn này. Đây thì loa cũng Victor này, mã là đây Victor, đây là một bộ Victor nữa. Victor mã là SP EXA10. Em này thì sản xuất tại Trung Quốc này. Công suất loa nhỏ là 20W và loa to là 30W 6 ohm. Đấy. Và BY nhá. Dòng này thì nó đây viết cảnh báo cho các bác là không nên đấu với lại các xe tổ khác, tức là sẽ dẫn đến nguyên nhân sẽ dẫn đến hỏng. Thì hiện tại em đang không đấu. Đấy. Đây. Một đôi rất là đẹp, màng gỗ. Màng gỗ, màng